Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần. Thì dạo gần đây rất là nhiều anh chị nhắn tin ở trên YouTube là nhờ em chia sẻ cách làm sao để mình xác định được một cái xu hướng ở trong thị trường. Và thứ hai là làm sao để mình săn được những cái dự án ở trong cái xu hướng đó. Giống như anh chị biết là giống như lúc trước á, là trend về coi rác, thì mình cần tìm coi rác ở đâu và những cái dự án đó như thế nào. Và bây giờ là trend về game NFT. Thì khi mà cái trend game NFT này á, nó bùng nổ, thì là em đoán ngay là cái xu hướng về game NFT nó sẽ bay, và tất cả những cái con mà liên quan tới game NFT nó bay. Và không phải bây giờ em mới nói, thì những anh chị nào đã theo dõi đầu tư tiền tử thì anh chị hiểu rõ được điều đó. Rồi, thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị video này thì mình nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế thì mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay. Thì đầu tiên, làm thế nào để mình xác định được một cái xu hướng ở trong cái thị trường? Thì hiện tại anh chị cũng có thể thấy là về cái trend game NFT á, thì anh chị cũng thấy là ở trên thị trường bây giờ đang bùng nổ nè. Đó, để làm sao mình biết được thì em sẽ hướng dẫn anh chị là đầu tiên mình sẽ vô coi market cap. Và thứ hai anh chị nhấn vô cryptocurrency nè. Và anh chị nhấn vô gainer và closer. Thì anh chị xác định được cái xu hướng trong cái thị trường này thì anh chị phải kiểm tra là những cái đồng coin nào nó tăng. Giống như hôm trước á, thì ở một cái trend sẽ có một cái đồng coin nó dẫn đầu thị trường trước, thì sau đó là cái trend nó sẽ bùng nổ theo. Giống như lúc trước á, về trend DeFi thì anh chị cũng thấy là về cái sàn PancakeSwap á, nó bùng nổ, bắt đầu là những cái sàn khác mới bắt đầu ăn theo. Đó, thì anh chị phải hiểu rõ là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, vì cái trend về coi rác đi, thì có những cái đầu coi nó bùm mạnh quá, giống như là Shiba đi, bắt đầu là những con coi khác bắt đầu là làm theo. Đó, anh chị thấy rõ là cái xu hướng là như vậy. Anh chị cần phải xác định thì anh chị cần phải xem ở trong đây là ví dụ như một cái xu hướng tăng, giống như bây giờ là về game NFT, thì cái đồng nào tăng trước, nó là kỳ lân kéo theo tất cả những cái dự án theo. Giống như là con AC Affinity á, thì hôm trước em thấy nó boom vậy, và đột nhiên nó tăng đột nhiên như vậy, thì em biết chắc là xu hướng về game NFT nó bùng nổ rồi. Không phải là bây giờ em mới làm clip em nói. Những anh chị nào đã theo dõi đầu tư điện tử và theo dõi Facebook của em thì đã hiểu về cái điều em nói. Rồi, thì anh chị xem ở trên đây thì bây giờ anh chị, không phải là bây giờ game nó bắt đầu nó bùng nổ rồi bây giờ mới hướng dẫn anh chị phân tích, thì không phải. Thì anh chị cứ áp dụng cái công thức của em là anh chị sẽ làm được. Đó, đầu tiên á là về làm sao để mình xác định được tìm những dự án tốt đi. Thì bây giờ anh chị thấy là bây giờ xu hướng á, bây giờ là toàn là game NFT nó bay không à. Đó, thì mình phán đoán tiếp theo sẽ là gì? Thì từ giờ tới cuối năm là sẽ bùng nổ về game NFT. Đó, để nó có một cái sức hút về thị trường để kéo cái vốn hóa thị trường lên, và Bitcoin nó có thể tăng trưởng trở lại cái đỉnh cũ 65.000 và sau đó là lên 100.000 đô. Đó, thì em sẽ hướng dẫn anh chị là làm sao. Thì đầu tiên ví dụ như làm sao để mình xác định được xu hướng rõ rồi, thì mình chịu khó mình để ý thị trường là xác định được mỗi cái con có sức bật mạnh đó dẫn đầu với cái xu hướng đó. Rồi sau đó mình tiếp theo á là mình tìm những cái đồng coi khác liên quan. Thì anh chị nhấn vô cryptocurrency nè, và anh chị chọn cái xu hướng mà nó sắp tới. Giống như là bây giờ là về game NFT đúng không? Làm sao để mình săn được những cái dự án tốt, những cái dự án chưa bay, thì anh chị lên game coi market cap nè, và anh chị tìm những cái dự án liên quan tới game về NFT. Đó, và anh chị vô đó là mình săn rồi mình tìm những cái dự án tốt mà bắt đầu thấy nó chưa bay và mình đầu tư. Thì cái cách này em áp dụng đã rất là thành công rồi, chứ không phải là bây giờ em mới hướng dẫn anh chị. Đó, là anh chị lên đây tìm những cái dự án liên quan tới game giùm em. Đó, rồi tiếp theo là một cái trang nữa, là bây giờ là làn sóng về play to earn, là chơi để kiếm tiền. Đó, anh chị sẽ lên đây anh chị tìm. Và cái trang play to earn này nó liệt kê những cái dự án về game á, anh chị lên đây anh chị sàng lọc và anh chị kiếm tiền ở trên đây, là kiếm những cái dự án tốt và bắt đầu anh chị đi đầu tư. Đó, thì em cũng lên đây kiếm thôi chứ không có gì đâu. Đó, thì anh chị cũng có thể làm tương tự giống em. Thì cái này đòi hỏi về kinh nghiệm và cái độ nhạy bén ở thị trường để mình phân tích làm sao để cho nó đúng nữa. Đó, thì đó là thêm cái đó để mình có cái độ nhạy á, thì anh chị cần phải có kinh nghiệm. Và tiếp theo nữa, anh sẽ hướng dẫn anh chị là mình tìm ở một cái bên thứ ba ở trên Twitter.
Đó, em săn thì cũng ở trên đây thôi. Twitter có 3 nguồn chính. Twitter và em theo dõi rất là nhiều người. Và để tìm một cái xu hướng, ví dụ như là về game NFT, thì em chỉ cần lên đây, em nhập từ khóa lên là nó sẽ hiện ra những thứ mà liên quan tới cái từ khóa mà em cần tìm. Đó, anh chị hiểu không ạ? Đó, thì em làm cái video này để hướng dẫn anh chị từ tất cả những cái kiến thức mà em đã tích góp được trong cái thời gian qua, để làm sao giúp anh chị có một cái cách nhìn tổng quan hơn về cái thị trường này. Đó, về cái cách mình làm sao để kiếm tiền. Đó, đây anh chị không, anh chị kéo xuống tìm những cái dự án mới ở trên đây. Nó up rất là nhiều những dự án mới luôn, giống như cái dự án này nè anh chị. Đó, Eastworld Game, đó, dự án này chưa bán luôn. Đó, anh chị có thể là theo dõi những cái dự án này để anh chị có thể mua trước. Đó, hay là Yoshi Game FI nè, đó, dự án này bán rồi thì anh chị xem cái mức giá của nó tốt không. Nếu mà nó tốt á, thì mình có thể vào, và nó không tốt thì thôi. Đó, giống như đây có một cái dự án nè, đó, em sẽ check thử coi. Cái dự án này làm khá sơ sài, nhưng mà quan trọng là mình đi đầu tư thì mình cảm thấy là thời điểm mình vào tốt thì mình có thể vào, không có sao cả. 25k holder rồi, buổi tối thì mạng nó hơi lag anh chị. Anh chị có thể là tự mình vô đây nghiên cứu. Đó, ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ đô. Đó, ngành công nghiệp game trị giá 100 tỷ đô là anh chị, khá là lớn để mình có thể vô đây kiếm tiền. Đó, và cái hàng anh đầu đàn là AC Affinity á, nó đã bùng nổ rồi, thì sắp tới sẽ rất nhiều những cái dự án bùng nổ theo. Và bên cạnh đó anh chị cũng phải cẩn thận là những cái dự án nó đã tăng quá cao rồi, tốt nhất mình tránh đi, đừng có bu vào. Những cái dự án mà nó chưa ra game, mà nó chỉ có cái drop map thôi mà nó đã bơm giá lên rồi, thì anh chị cần phải tránh xa nó ra. Đó, em khuyên là như vậy thôi. Còn nghe không đó là quyết định của anh chị. Rồi, thì cái phần giới thiệu và hướng dẫn anh chị cách làm sao để mình check và hướng dẫn xác định cái xu hướng của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị video này thì mình có thể nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.